So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bắn khẩu Barrett Transformer 2 phiên bản Level Gold nha. Nghe nói là cái khẩu này là bố đời trong chế độ zombie. Thì cái hôm nay mượn được app thì vác vào rồi tranh thủ làm clip phụ anh em luôn. Rồi, tớ lên chào. Ôi trời ơi, mẹ cho chi gì đã dí rồi. Rồi, nhảy đi. Nhảy, ui trời, một viên chết luôn. Một viên chết luôn, chúng con. Quá kinh khủng. Rồi, thế là chúng mày xong tao rồi đấy. Chúng mày ui trồn một bắn viên. Bắn một viên nháy luôn anh em ơi. Bắn một viên nháy luôn. Cái này mà hỏa lực tăng lên thì thôi. Đúng một viên một thì anh em ạ. Bắn one hit. Bắn hit luôn. Chạy. Ui trời ơi. Bắn tiếp chuột. Bắn tiếp một chuột. 2k mấy con người ạ. 3k. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Bắn chuột. Bắn chuột nhiều quá. Được cái nhiều đạn rồi. Một bằng 6 mấy viên lận ạ. Mẹ. Quá kinh khủng. Rồi, cẩn thận nhỉ. Cẩn thận cả trên nóc nha, nó bay sang là nhọc cho nó đấy. Nào, hết nhà. Ui dồi ôi, bắn vào đầu 8k8. Này cái sâu gióm cũng đi nhưng mà sâu gióm cũng đi. Rồi, nhảy đi đâu, nhảy đi đâu. Nhảy đi đâu, xuống, 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 xuống. Không bay thế. Chúng ta không được chơi như thế. Cậu, ai ạ, à, cái thằng gì chết này. Mày nhảy như thế, đấy sâu gióm cũng đi. Một viên không có nhiều. Trời ơi, bắn từ cứ 4 clip thì anh em ạ. 4k4. Mấy con 3-4k này thì không tí tiền rồi. Mấy con 3-4k này không tí tiền rồi. Về đây nhanh phê. Không chậm, nào nhảy. Rồi, vào tâm. Rồi, ui dồi. Đấy, ui dồi. Ui dồi. Thằng này, thằng này, ui dồi. Thằng này biến hết hero mẹ rồi, bắn à. Ủa trời, đéo được, đéo được, được, tơ sang, tơ sang, tơ sang. Chạy. Làm cái hòm, làm cái hòm. Cho em xin cái hòm, cho em xin cái hòm. Làm ơn cho em xin cái hòm. Ủa nó ăn hết con mẹ hòm rồi anh em ơi. Cứu tôi, trời ơi, mắc. Mày em là nhảy đi cái thùng còn mắc nữa cơ. Nào, đúng rồi, thôi nhá. Đằng sau liếm cái hòm đã anh em ơi. Này quá, thành cái nhảy dưới ạ. Được rồi. Thằng đầu trâu vân cỡ này. Mày canh hòm với tao à? Chết mẹ rồi. Tôi chết rồi. Bên này không có chế độ đặc biệt à? Quả này bị ẩn chế độ đặc biệt đâu rồi? Đâu được rồi. Ôi, chấm tạm chế độ đặc biệt thường vậy. Chế độ chấm liên hoàn tao đâu? Chấm liên hoàn. Ui ôi, sáu nóng nãn mất. Chấm liên hoàn là tao đâu? Nào. Chấm liên hoàn là tao đâu? Ôi, đông chua. Nào. Nhảy vào đây. Nào. Nhảy con mẹ vào đây. Nào. Nữa đi. Ui. Được chua anh em. Mẹ gần chết ạ. Còn có 400 máu à. Đéo hiểu mẹ. Thế mà vẫn sống sót được anh em ạ. Đéo hiểu sao. Ừ mẹ. Cái nick này chắc là khả năng là phải reset lại cái cài đặt thì may ra mới. Mới thấy cái chat đặc biệt anh em ạ. Mẹ nó cái đéo nào. Thôi bắn tạm đi anh em. Mục đích chính của chúng ta là bắn của Barret này các bạn. Nhưng mà được ấy nhỉ. Đám to rồi. Ui giời ơi, lại còn hero. Cái gì đây? Nó chắc súng mà. Và nhớ anh em bảo là cái con hero V3 này thì khi mà hòm xuất hiện chúng ta ăn hòm thì cũng được biến thành hero. Hero nano thì ok, tí nữa đợi hòm ra thì mình nhặt thử xem như nào. Con này thì bắn súng liệu với bắn súng của nó cũng ngon. Anh em mà không có súng ngon thì được biết này, cái con này thì đúng là bố đời luôn. Đấy có vẻ ok hơn đấy các bạn. Đấy đầu 952. Mẹ tởm vậy. Rồi. Đấy. Chạy đi. Chạy đi. Giết. Chạy đi. Đấy, ui rồi, xấy rồi, thịt vãi. Đúng rồi, khẩu này xấu, xấy không giặt kẹ luôn đi các bạn. Mình còn để cái tâm chấm này nữa thì thôi. Các cháu gọi là xác định. Tập xác định luôn. Từ hồi đó trên kia chả biết là hồi được bao nhiêu, mình chí gần chết ấy. Chán. Rồi, bỏ đây. Đúng thế. Rồi, phán. Ui, trời chết. Đi đã, la liếm cái hòm. Ra liếm cái hòm. Rồi, chờ đi. Nào.
Rồi chơi Ngộ Không luôn. Ngộ Không giờ đang hot. Đang hot cái Black Black cái quay hay gì Ngộ Không. Nào. Chơi Ngộ Không luôn. Nào. Chơi Ngộ Không luôn. Nào. Chơi Ngộ Không luôn. À, thằng tư. Tôi yếu rồi. Chạy mẹ rồi. Bố kia cũng cầm Barret Transformer 2 lớp của vôn ra. Bạn kia thì chết dở. Nào đâu nữa, nào. Mày tàng hình. Đập hết. Nào, đâu, đầu cho bạn ngựa. Nào, ra đây múa để cho chúng nó bắn này. Nào, chơi đi. Tao chơi gà nhưng anh em tao động. Anh ui quả vũ khí chuột kìa. Anh em tao động nào. Giật một phát nào. Đấy nữa đấy. Ui sợ bổ cũng chuẩn phết chứ. Mày gồng cái gì đây. Rồi thằng dịch chuyển đã cút. ghê. Tính tao cái con Ngộ Không này cứ vừa nhảy vừa đập hay phết chứ anh em. Nào, rồi hết giờ ạ. Tính ra cứ long quăng nhảy nhảy đập đập đánh hay phết đấy các bạn. Dạo này thích thích cái con Ngộ Công rồi đấy. Bắt đầu thấy thích thích rồi đấy anh em ạ. Rồi tính ra nãy giờ 2-3 hiệp rồi nữa. Thế là có test cái khẩu này được mỗi hiệp ạ. Rồi từ cái này mà được búp đam sniper đi thôi nhỉ. Búp đam sniper 300% nữa thì mấy con zone này cũng chỉ có phát một không phát thứ hai. Đâu hết rồi. Zone ơi. Ôi, sắp nắp chuột. Rồi, đi. Đâu nữa. Để cho khác đi. Ôi, nó đã mò lên rồi. Ôi, cái gì mà y tá sau rồi. Như vậy. Thấy fan. Ôi, không biết đường mà chạy à. Nắng mưa không biết chạy vào nhà. Chết dở. Ấy à. Cái gì mà đông dữ vậy? Chết rồi. Bắn. Đông quá. Đéo được rồi. Thì đéo nào. Ôi ôi, búa này búa còn chặn đâu nữa. Ôi ôi, cứu. May. Ôi ôi, pin yếu. May. Vẫn các cụ đồ được anh em ạ. Không sao hết. Ok. Ui ôi, thằng này đen thế. Lúc tao thay đạn xong người tao cứu được mày rồi đấy. Mình bắn quả phóng liệu nó yếu luôn mà nó đéo chết. Nó lại gồng máu lên chứ. Ui ôi, chết. Mày là cái con y tá đang ngay cạnh ạ. À. Phải cứ Chơi đi. Đéo có đặc biệt với cay chứ. Chơi đặc biệt chỗ của chuối này. Nào, cũng không. Chơi đi. Nào. Chơi đi. Nào. Vào mẹ hết đây. Ngựa đi. Nào. Bạch cốt tinh vào đây. Còn có bạch cốt tinh. Chơi vào. Ây à, đau. Ghê. Ây à. Ui thôi chết rồi. Nó hóa cái gì rồi. Nó bổ đau quá cho bạn. Nó có gì được. Nhà hòm tăng nam này. Đấy. Sao. Tầm vũ công đập kinh phết chưa đâu. Tại nhiên cái Việt Nam ạ. Thành viên S-O-U-L kia mẹ. Cứ trên nóc hoàng lăng nó cầm Barret nó dỉa. Mẹ, cái cả cứt. Thế đỡ sao. Tính rằng một mình ở chỗ hội ngọt. Cứ đứng cái dỉa này, ngọt. Hải viên làm thẳng. Cứ hải viên làm thẳng của nó nhiều. Barret mà. Còn này nó khỏe nữa. Cứ hải viên làm thẳng. Đó. Đấy rồi, bắn viên nháy con mẹ luôn ạ. Đấy. Nháy con mẹ luôn. Ok. Bắn tiếp một chuột. Nào, đến đây. Ôi, chết mẹ luôn rồi ạ. Như vậy. Ôi, đông. Đông là đéo chung. Đông là đi chỗ khác. Nhảy. Đấy, đúng rồi. Chúng mày phải bắn nó phải có vò tao chứ. Ôi, nó gồng. Thằng tơ chở bom nó gồng kìa. Ôi, ôi, cục to như tổ bố thằng này ạ. Thế đấy. Rồi. Ủa cái gì mà bắn tao chuột. Ôi nó đã biến hero rồi thì ai bảo kê em. Ôi nó bay kìa. Ôi chạy. Đéo được các bạn kịp nó bay như một vị thần thế gì. Của
của nhà chúng mày tất. Có 2 vết 17 nha mày. Đi đá mấy cái hòm vậy. Sao có la liếm gì không? À, vết 17. Thế quả này nói chung, ôi ôi, quả liếm nhanh thế mới đi bú được cái mấy cái hòm mà đã xong rồi anh em ạ, đã xong rồi. Nhưng SOUL kia chắc là cả cuộc đời chắc chỉ để dành chơi zombie sao ấy mẹo. Bay nhảy bắn kinh phết, bắn kinh phết, ủa đâu. Rồi hiệp cuối rồi, hy vọng là mẹ đừng có hero hay rủng gì nữa, mệt lắm rồi. Cho tao test khẩu súng thôi, đừng có hero hay rủng gì nữa. Qua chế độ zombie giờ nó nghe nó cứ tớ đấy. Chế độ zombie giờ nó ra nhiều cái. Ôi thôi. À, à, à. Ấy trộm nhảy. Nhảy nhảy kéo nhờ. Thằng này hay là lại chơi sự kiện đây. Nghỉ lắm anh em ạ. Chạy đâu, chạy đâu. SOL khả năng cháu chơi phụ kiện như đùa đâu. Để bay nhảy kinh lắm, dẻo lắm. Mình cả cuộc đời chơi zombie mà. Chúng mày bắn bố mà đi, được. Tao tao chết rồi. Mày chết nóc đúng không? Rồi rồi đi đá cái hòm tơ đã. Bắn nhiều, bắn nhiều. Chơi tao thông kiếm này chém nó sướng cho mày. Chém nó sướng. Một tao. Chạy chưa? Chạy chưa? Ui, hết máu, hết máu. Chạy chưa, chạy chưa? Chạy. Chạy chưa, chạy chưa? Rồi, có thằng này nữa. Ừ, ừ. Bắn nhiều này. Đâu nữa? Ôi, nó sấy kinh thế, giáp thế. Nhà có đạn khác nhỉ? Kéo đấy. Rồi, rồi. Ôi, cái gì đây? Gì lắm bót trong này? Ôi, bót là biết xì lửa. Bót biết xì lửa anh em ạ. Mày kinh đấy. Rồi, có 5 thằng chiến binh nữa. Chết mẹ, chạy quá rồi. Chạy quá đã ra sản phẩm rồi. Đây, 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 chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đi đâu, bạn đèn lắm. Thì đeo là chạy đúng cái lúc mà mình ấy nhảy hụt ạ. Thế rồi. Nào, đi đâu? Đi đâu? Thế thì mày đi rồi. Thế thì mày đi rồi. Ăn hòm, ăn hòm, ăn hòm. Ê, một phát. À, cũng làm ngộ không. Hai phát. Cũng làm ngộ không như ai chứ. Thằng yếu rồi. Thằng yếu rồi. Thế thì mày xong. Thế thì mày xong tao rồi. Đi nhé. Hai thằng. Rồi, còn hai thằng nữa. Có xin thằng nữa là đẹp luôn. Có xin thằng nữa thôi. Không cần nhiều đâu. Đâu rồi? Chạy mẹ đâu rồi? Xuống dưới à? Đây, 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 đây. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Rồi, còn thằng cuối thôi anh em ơi. Mẹ, 4-5 thằng hero mình làm 3 mẹ rồi đéo nữa. Còn thằng trên nóc thôi anh ơi. Chém bỏ mẹ, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Mày khô đấy. Rồi, nhảy trượt. Rồi, thanh niên kia bú lốt rồi anh em ạ. Thanh niên SOUL, thanh niên kinh phết các bạn. Đâu biết là pro hay là mẹ chơi phụ kiện biết. Cho zombie cho mấy chế độ giải trí là lắm mẹ. Ông thần chơi phụ kiện lắm anh em. Đâu biết đâu làm lần nữa. Rồi rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip của chương trình, một like và subscribe để không bỏ clip mới nhất mình nhá.